cụ với lại bác gái với lại gia đình nhà chú chim. Có hình rồi, xong rồi. Biết là con nhà là Tân Bình, Pháp Thành Viên. Cứ ai đi dẹp kiếm không ai.
Đây đây. Đây. Rồi. Đặt cả riêng cái góc 5 người rồi. Đấy. Các bạn vô người nhé. Ủa, nhìn hình cái nào. Sang sang năm cả. Mà ngồi được một năm nữa. Cứ vô tên. Cứ vô tên. Nhìn vô tư. Chụp rồi đổ vào cái kính. Sao hay cả. Đấy, em ngồi kiểu đó. À. Đúng rồi, vẫn ngồi sáng là tí nữa nghe tin nữa. Ủa ơi, tôi bị bực rồi. Lên thì nghĩ chết dần. Bà này bà còn nhìn đâu, nhìn cao quá, nhìn thân quả quá, nhìn xấu. Xinh gái kiếm rồi thì bị. Thế này cơ, thì quá đẹp. Không đúng, giờ này anh Thắng mà vừa phải. Đẹp. Ăn đẹp. Thế làm sao chú trở chẩn cái cành này về? Chú buộc nó trở đi thôi. À, à. Cái cô này là nó trở lại nha. Thế nó lấy từ trên rừng về đúng không? Nó trở lại. Nó mua trong mua từ rừng mà. Đây là đào rừng mà. Từ cả cái góc rộng lên cảm. Từ cả cái góc rộng lên cảm. Nhiều đấy. Nhiều đấy. Mấy đứa quá. Nghi cụt. Máy bên kịch quay đấy nha, không ai có xấu ai đâu nha, nhà cả nhà cũng xấu cả. Dạ. Cái bình hôm nào mới lên? Nào nóng? Mùng 9 âm lịch đó. Nãy ông Vân hỏi năm nào mình đi rồi quên chưa hỏi. Để chưa hỏi năm nay. Chưa hỏi ra. Em đã hỏi đó. Nọ nó nói lần rồi bác cũng quên rồi. Hôm nó qua đây đã hỏi. Năm ngoái có chụp mấy cái ảnh đứng ra ngoài này, sáng nay khá có đẹp. Thái lúc đi rồi, không lên đâu đẹp. Trước tiết lệ mình đi mua cái này đây. Cái này là của Thành Dương. Đó, khá của đơn vị. Cái ảnh này hình dung luôn đó. Cái này nó vào mà ở cứng đúng không? Vâng. Qua cũng qua cái đất này về. Chắc phải cái kiểm soát đi. Để qua nó ngược. Hôm qua thì cô ấy cắt được rồi. Thì nghĩa là cùng nhà với cô trai hay sao?
Và chính nhận được 3 tuổi thì nhận của anh Nguyễn về. Bà chính thì bé không có nhận lương. Kéo được bà lớn hơn chứ. Lớn hơn chứ. Anh nói cửa này chứ còn của đồng nguyên tân. Cái chốt rồi không có cái tình hình nhé, anh đã hỏi. Rồi thế thì bắt đầu con vừa lâu lâu nhớ thì nó chỉ đông kéo. Nó ở tầng mốt từng tháng thì đời dễ kéo. Tốn tiền đấy, nhưng mà thôi đúng rồi, thì tốn tiền này cũng đã đòi. Vất vả. Em vất vả. Đi lại. Cái gì giờ quá đẹp, bông hoa vào đấy quá đẹp chị. Làm đẹp. Hôm Tết còn mua một cái lẵng, cũng có mấy cành lan, rồi là mua một cái lẵng cũng có mấy cành lan, rồi 280. Nhưng mà không nhiều ly bằng này. Cái này nó mua lãi này mua 600. Ly mua 600. Mình đi cái ngăn đắt thì anh bỏ nhà cái anh gì anh mua một cái cây cây đấy một cây là 500. Cây mấy bông mỗi bông mỗi này là thịt cũng có cả cây sang năm nó mới có chứ nó chỉ được một vụ nữa đúng không, nó chỉ được vụ này. Bông này là 1 triệu một bông nó qua nét cả chợ 1 triệu một cây một bông ấy cây cả tô đồ này 1 triệu một bông 1 triệu bông anh gọi này mua 500. Mua 5 cây là 2 triệu thì ở trên Hà Nội không đắt bằng thế. Ở trên Hà Nội những cái bông ly to như thế này là tất cả một cái chậu mà nó khoảng 5 cây. Hôm Tết thì rẻ ơi là rẻ. Nó đòi 700. Thôi mua 60.000 hai thì gạo. Vậy hả? Ừ. 4 cây thôi. Cái này có 2 bông là có được 1 triệu không có bông hoa đạo. Thế là 1 triệu. Có nghĩa là cái cành đào nó một bông thì là 1 triệu 1 cành. Thì là tính 1 triệu 1 bông hoa đạo. Con mua 60.000 hai cành. Em mình cho một cái giấy cá bể cá trong này nó ấm nước suốt ngày đấy. Thế bảo tôi mua được cái cành hoa 30.000 thì về tôi đập rồi tôi nhìn hoa mất 200. Là bên bề nào thì vỡ luôn cái miệng. Nặng quá đã bảo phải vào trong các kênh. Mình bây giờ yếu rồi bê cả cái lọ lên ra được. Thế 30 của mình ấy bị mua mấy cái hoa cắm cái tiền cho mỗi cái hoa. À cái hoa là hoa lạ. Thôi được hoa nữa. Chiều mai gặp bọn nó nở ấy. Nó dở ấy. Lúc điểm thế em được. Chứ nó cũng giả, nhưng mà có khi nhiều quá thì nó lại là giả. Đấy là chỉ điểm. Nó bán à? Bán mua 10.000 tiền hoa. À đấy ạ. À nó cành cắt ra thì cái cây lan này đẹp này, cây lan nhà mua à? Và cây chỗ này em mua. Cái này giống như chỗ của thằng Hải, nó mua 600-700 nhỉ? Em 400. Cái này còn lâu. Bố đúng không? Cọc kia, cọc sạch bắt đấy. Đẹp đấy, nhiều màu. Mà có 400 à? 400. 4 màu. Tím không thì là 3 màu. Nhưng mà 2 loại tím. Mùng 2 Tết. Tên mà chưa có đúng không? Hồng Yên. Chưa chúng mày đi. Trước cũng là 13 nhưng mà mẹ hay là
lớp trống. Công sở nó xây to lắm, bài tiền nhà. Nước ủy ban huyện đấy hả? Chạy Long Quang. Xinh quá, bà mẹ Việt Nam quá. Ngoài nhà thư đấy. Cô mẹ con về bà Thông cứ bảo thổi cơm chín thổi cơm ăn, của tôi cháu phải đi ngay. À, ở đây bò thổi cơm chứ. Đấy. Có bông hoa phải tận dụng bông hoa đẹp thế này. Hoa này cháu Bình mua từ Hà Nội mang về đấy. Kệ bà cứ lao thôi, cứ bà cũng cứ tự nhiên quay. Quay đi mà. Kệ. Bà con cũng cứ ngồi nói chuyện, thím ra ngồi nói chuyện với bà. Em cũng tự nhiên. Dẫn đi mình muốn ngủ à? Có hai một con ngon quá. Dạ. Em ngủ mặt. Ngủ ngon. Con gái bắt mở cửa em đấy. Chị cũng ngủ. Nói chuyện ba lúc. Em dễ ngủ lắm. Thế là anh Hoành này lật quạch cũng rồi làm cái gì. Các bạn cũng ngủ à? Đây bên này mình có chỗ bên này góc này mới đẹp. Tức là 16 cô bay hả? 16 cô bay. 10 giờ sáng nó bay mà. Giờ bay ai? Bay rồi, đang trên nó bay rồi. 4:30 cô bay mà bây giờ mấy giờ rồi? Giờ 4:30 rồi. Đấy, 5 giờ. Vâng. Cô đấy đang trên đường đi ra rồi. Này đang trên đường ra Hải Phòng này. Ừ. Thế là mùng 5 nó sang bên đấy à? Sáng mùng 6 sang. Sáng mùng 6 mới đi à? Ừ. Sáng mùng 6 thì ta đi ô tô thẳng từ đây, thuê xe từ đây đi. Đi đến nhà chú Lưới thì cậu vào nhà chú Lưới ăn sáng thăm các cháu luôn. Tớ với cô chạy thẳng ra sân bay. Cô không vào nhà chú Lưới. Không, cô làm nhiệm vụ xong là coi như ngày mai là tôi tới kia khỏi phải vào nữa. Chỉ có bắt tay bắt chân cái gì thì bắt tay bắt chân chứ thôi. Làm hát lại làm đang hát karaoke đấy.
Quán này nhạt. Này ngọt của cái này. Vâng. Trên nó cũng khỏe chứ không không có gì mẹ trên đời nó không khỏe chứ bố mẹ với con là trước cửa vâng vâng nhà nó xanh xin ngồi đấy với bà vâng ăn rồi chị ơi xin ngồi ăn rồi xin ngồi đi quanh quanh. Nó lại kéo con nhà Linh à? Hôm qua mỉm cười lên chai cái kêu đồng. À được. Đi nhà chị nó về ăn Tết không nào? Dạ. Nhà chị nó về ăn Tết mình nào? 28 ạ. Vâng, nghỉ cơ quan thì là 28 nó nghỉ, các bác nghỉ nó nghỉ luôn. Là 28 mới về đấy. Không có cái gì đâu. Rồi, ra thì bao giờ? Để cho nó đoàn luôn ra chứ. Phải chéo mà. Không phải để áo sát vào trong khi. Rồi, 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 chào bà con cụ đã có mặt ở đây. Cô nhận nhiều hình. Mà nhiều hình này đâu nhá. Tôi là người phụ ghi bên bản. Nên một người già chị hả? 2, 4, 5. Cháu nữ chú. Thỏ là mèo.
trên tinh thần dế cái gì chơi mười tết nữa. Dạ. Đây là hoa thật, hoa thích thật. Đúng là. Có lẽ là mình nói rồi thì bây giờ thì mình để cho mình xem nó thì lại không không nói lên được. Hả? Bây giờ nói chồng nó đi. Thì nó chồng ở ngoài vườn. Sao nó gần tết không đánh mà sao? Đây là cái gì? Nó còn cái tông ô luôn. Ai cái là hôm qua nó nói mù kiếm mà về là kéo đây không? Kéo đây. Đến từng châu đi nhé. Hà Nội. 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 Hà con đi của Hải. Cháu ngủ đang ở đây. Đó là con cháu. Vui vẻ này là con cháu như rồi. Con đâu chân? Con khỏe. Sáng hôm nay nó nghe. Không nữa cháu. Bốn triệu là chú đặt năm vừa rồi em nghe là đâu được ngoài. Bằng đồng hết à? Đồng hôm nay người ta không cứ là cái chữ này cái bốn mắt đồng một cái đồng và một mét rưỡi xong như thế mà này cái chữ không có gì có làm được không có gì cả em về không có việc đâu không có làm to mua bắt đưa cầu giúp bắt cái to cái này tổng của nó cũng phải đến 30 cân đi nhỉ. Một người chân có cái cung cứ như một cân chữ. Thế biết là cái gì? Hôm người đang làm cho còn ra thì quan cứ là 4 triệu là chú làm tất tật đấy. 4 triệu là chở ra là người ta làm cho là cái chữ này đẹp chưa? Không một tặng nữa ông làm cái quan làm quan ông nước cứ cái chữ phúc thứ ba 4 những chữ quan kia là phúc phúc như đâu cả tức là phúc nước như biển đâu hả? Thôi tựa làm sư. Bác Hoàng như bác Huyền là đang chiều qua hả bác? Chiều qua đang mặt, hai giờ đang làm đây. À đây. 12 giờ bác xuống đây rồi. Mẹ gân. Bác Huyền cháu là này khỏe. Béo quá thì không phải là béo. Béo quá là không khỏe. Phải ăn nhanh thì cũng chanh, phải nhanh thì ăn. Bà con chanh thì phải nhanh khỏe. Nếu chanh cũng mà được thì bán thì được. Nào con chanh bắt này, bắt thì bán. Cháu giờ cứ đêm ở trên miệng, ngày về. Thì hai bà nội trong đêm còn bà ngoại trên con này. Làm gì ăn không? Thì hai bà con gái thì ăn được nó hơn. Trong đây nó mổ rẻ đến cho con ngủ cân cân thứ 8 nó mới mệt chứ mình mấy năm? 7 tháng. Cháu được 7 tháng. 7 tháng là như một chút. Vâng, 1 tháng kể trong 1 ký. Không biết là có khi nó chỉ 7 nữa là ra. À, thì mẹ không hả? Hàng tháng hả? Vâng. Không, nhưng mà đẻ xong thì bác sĩ người ta bảo là không phải nuôi lồng kính. Nhưng mà gia đình mình yêu cầu. Mình cứ cẩn thận yêu cầu người ta. Thế mà chó mấy tốt của cái bầu quá không có nhằm không có nổi 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 không có da đẹp năm nay rất đẹp nhưng mà không ra con gái nữa thì
À, lưng lưng cô bác đây. Vâng. Đấy, anh em đang ngồi đây mà mọc yếu như này. Cứ lia cứ quay. Còn cái máy kia cứ quay. Cái vâng. Này là quay luôn nữa. Ừ, quay luôn. Vâng. Khi mùng ba Tết thì ra tất cả con cái gặp mặt ở đây. Không có sao, cứ quên cả. Cứ làm ba cơm chiếu, chiếu một đó mới là nhà bác trưởng đó. Cụ năm nay anh khỏe ra quá nhỉ? Da dẻ hồng hào luôn. Phấn chứ trông trắng lắm. Không phải là hôm nay cũng vẫn thời con gái cái lưng đủ thêm qua cái cũng buồn chồn sướng quá thì sướng không mà cứ tối tới quay tiền tôi cũng không có nhờ ba ngày em nằm ở đây đêm 30 chín 30 tức là sáng à, sáng hôm nay là 9 thì là sáng 30 à bây giờ hôm đêm đấy này nó thừa đi 30 bắn bắn nó hoa không cứ hôm mà gọi điện ra này thì bà anh ấy đau đi 30 ba mươi tốt nào nhắm kín nào à thế nó đẻ tối 30 à chưa nó đẻ sáng hơn 10 giờ sáng vậy là 12 à nó là 2 năm trước nó hay năm bắt dùng này người ta không là không lúc nào được rời cả không nào được cái này thì
nghiêm túc. Dạo đây quay té từ lưng. Bình tĩnh, yên tâm, nhẹ nhàng, tài sản anh em cũng yên tâm là ở đây với con gái với chị ở đây là anh nhé. Không ngày Tết đi dẹp mà đi chơi. Sao vậy? Cái gì của phụ huynh mình đi không ăn được. Mà nghe chứ chỉ có mỗi cái giường to thì cái này cháu mới ghê được ở bên các bạn. Tôi cứ quay, tôi phải chắt lọc ra lấy một vài hình ảnh cho nó đẹp chứ. Đấy, tả phù hữu bật. Bác bảo bây giờ.
quay cả hai máy luôn. Hai cái này, hình ảnh này nó không lồng vào nhau được. Đây rồi. Con mà nó cứ đào một cái nó là cái này. Con là nhiều con run. Cháu mời cụ nhé. Chị ăn cái gì? Con ăn cái gì không? Con ăn cái này chị luôn. Bà ấy ăn chưa? Không rồi. Chúng ta sức khỏe cũng chị không đi đâu chị không thương phải tìm ra là cô rồi lên đi cả chị ngài cũng làm thế làm cướp ăn qua cái này không đi không ăn quá tối hôm nay không muốn cảnh như nào bằng nước mà vâng thứ hai này đầu Lương Khô mới đầu Tùng mới đầu Bác Hoành mới đầu Bác Triển như là xịn là đầu không đưới cũng gặp chọc hết rồi. Thank you.